Thường sẽ tiếp tục để mà chia sẻ thêm những thông tin với các bạn. Thì một những thông tin lớn khác nữa ngày hôm nay đó chính là thông tin liên quan tới Dogecoin Foundation. Thì đây là một cái quỹ quản lý và phát triển của Dogecoin. Thì đây là cái quỹ mà đã có mặt từ năm 2014 nhưng mà đã bị giống như lãng quên. Giống như là trước đây đó, những bài nào mà không rành thì đồng Dogecoin đã có mặt từ rất lâu Và khi mà đồng Dogecoin nổi lên đó, năm 2014 thì nhớ lúc đó là đồng Dogecoin cũng đã dùng nhiều tiền để mà đi quảng bá Thậm chí là uh, sponsor có nghĩa là tài trợ cho những người mà đua xe vân vân Nhưng mà sau đó thì cái quỹ này đã bị lãng quên Nhưng mà bây giờ cái quỹ này đã được quan tâm trở lại và đã được tham dự bởi những cái member hạng nặng Trong đó chúng ta có và Vitalik Buterin co Founder của Ethereum, các bạn có thấy là ai cũng đã biết và Buterin là ai, là người đứng đầu dự án của Ethereum hiện bây giờ. Thì và Buterin là người uh, tham gia vào cái uh, quỹ Doscoin Foundation này để mà giúp đỡ, thúc đẩy sự phát triển, sự chấp nhận uh, của đồng Doscoin và và Thaliboujuran đã giúp đỡ cái đội này để có được một cái căn cứ địa ở nước Thụy Sĩ cũng như là Ethereum trước đây. Kế đó nữa là Billy Marcus nghĩa là founder của đồng Dogecoin và một trong những member khác cũng là hạng nặng đó chính là Charles Bushel. Đây là một trong những người mà đang quản lý đứng đầu quỹ đầu tư dự địch của Elon Musk. Thì các bạn được là bây giờ thì đồng Dogecoin đã có một cái Dogecoin Foundation với những member hạng nặng và đồng Dogecoin gần đây tiếp tục được thúc đẩy không chỉ riêng là Elon Musk mà các bạn thấy được là một trong những người Mà có tiếng tâm Và là một trong những tỷ phú bây giờ gia sản là khoảng 5 tỷ đô la, đó chính là Mark Cuban Thì Mark Cuban, á, ngoại trừ là các bạn cũng đã biết là Mark Cuban là một tỷ phú à, Làm giàu bởi à, bán công ty Yahoo trước đây Thì Mark Cuban á, bây giờ à, Cũng là một trong những người mà trình Shark ở Hoa Kỳ Và cũng là người Mà là chủ của cái đội Dallas Mavericks, đây là cái đội bóng rổ cũng rất nổi tiếng Thì à, liên tục đó gần thời gian đây đó Mark Cuban uh, liên tục thuyết về NFT về DeFi về sự hứng thú đó về Ethereum và đặc biệt là sự hứng thú đó với loại Dogecoin và cũng đã có một số người chỉ trích Mark Cuban là pump đồng Dogecoin lên vì lợi cá nhân thì Mark Cuban đã phản lại nói là bản thân của Mark Cuban á uh, chỉ có lưu trữ là 494 đô la đồng Dogecoin và giữa cái đội uh, Dallas Mavericks và Mark Cuban á, thì không có tới 15.000 trong uh, lưu trữ bằng đồng đô Thì đây là một đội bóng rổ mà họ bán những cái quà lưu niệm đó, thì có thể là dùng đồng đô để mà trả. Khi mà có sự lựa chọn giữa đồng Dogecoin và những loại tiền thực số khác, thì bây giờ đó ở những cái nơi mà chơi bóng rổ đó, thì họ bán quà lưu niệm và họ bán uh, những sản phẩm khác nhau, thì có thể là dùng tiền thực số để mà mua. Thì Mark Cuban nói là Dallas Mavericks, thì những cái quà lưu niệm đó, những cái uh, sản phẩm đó đó, khi mà có sự lựa chọn thì 95% của tất cả những người lựa chọn sử dụng thị trường số để mà trả đó là sử dụng đồng Dogecoin thì Mark Cuban nói là ông ta không nghĩ đồng Dogecoin là tốt hơn Bitcoin Mark Cuban chỉ nói đơn giản là Bitcoin đó thì hiểu một cách đơn giản là vàng điện tử là tài sản lưu trữ chứ không phải là một cái tiền dùng hàng ngày và tiền mà dùng hàng ngày đó có thể là một đồng khác và đối với Mark Cuban hoàn toàn có thể là Dogecoin và Mark Cuban nghĩ đồng Dogecoin sẽ lên tới một đô la và sau đó thì đứng giá một đô la trở thành một đồng ổn định thì các bạn nghĩ sao về đồng Dogecoin? Thường cũng đã chia sẻ cảm nghĩ của thượng trong nhiều video khác nhau về đồng Dogecoin này bản thân thượng thì bây giờ vẫn không có lưu trữ đồng Dogecoin nhưng mà đồng Dogecoin là một trong những đồng mà các bạn thấy được là càng ngày thì chúng ta càng thấy là đồng Dogecoin sẽ tiếp tục ở trên vị trí là vị trí trong cái top 10 tại vì bây giờ có rất nhiều những người ủng hộ ngay cả bà Tablo cũng ủng hộ các bạn thấy được là Elon Musk và ngay cả Mark Cuban cũng là một trong những người đang thúc đẩy sự phát triển của đồng Dogecoin này. Và đồng Dogecoin đó các bạn thích cũng được, không thích cũng được Vấn đề là các bạn có thể kiếm được tiền từ Dogecoin hay là không mà thôi Và điều quan trọng hơn đó là Thuận quen biết một số người không có hiểu nhiều về đầu tư Và đồng đầu tiên mà họ mua khi mà họ tham gia vào thị crypto đó không phải là Bitcoin mà là đồng Dogecoin tại vì bây giờ đồng Dogecoin có thể dễ dàng tiếp cận thông qua những ứng dụng như là Robinhood hay là ứng dụng của Weibo cho nên người ta dễ dàng tiếp cận được với đồng Dogecoin và có thể là những người mà mới tham gia vào hoặc cảm thấy là Bitcoin đó giá quá cao và có thể là cũng hơi khó hiểu Ethereum thì lại càng khó hiểu hơn và họ không muốn dành quá nhiều thời gian đồng Dogecoin thì họ cảm thấy là nhìn đẹp mắt hay là mắc cười hay gì đó cho nên đồng Dogecoin bây giờ đã trở thành một những cánh cửa để mà đem thêm người mới vào trong thị trường này cho nên dù các bạn thích hay là không thích chúng ta cũng không thể phủ nhận cái sự cống hiến của đồng Dogecoin về cái phương diện là đem thêm người mới vào trong thị trường này đây là điều mà tôi muốn chia sẻ liên quan tới Dogecoin. Các bạn nghĩ sao? Những băng nào mà tin tưởng và đầu tư nhiều đồng đồ hay comment bên dưới tại sao các bạn lại tin tưởng Doge như vậy. Thông tin kế tiếp tôi muốn chia sẻ với các bạn đó là cái thông tin liên quan đến cái vụ kiện giữa công ty Ripple và SEC. Thì thường nghĩ là chúng ta cũng không cần phải lặp lại sự kiện này là như thế nào tại vì vụ kiện này đã, đã là từ năm ngoái tới bây giờ rồi cuối năm ngoái thì có một cái thông tin mới liên quan đến cái vụ kiện này, đó chính là một tổ chức giáo dục phi lợi nhuận để mà tăng cường giám sát độc lập đó chính là cái tổ chức có tên là empower oversight đây là cái tài liệu gửi tới để mà nói thêm để mà đề nghị có thêm thông tin liên quan tới những quan chức của sec tại vì bây giờ đó empower oversight nói là họ cần phải điều tra những quan chức của sec nghĩa là ban quản lý chứng hoa kỳ về cái vụ kiện liên quan tới Ripple tại vì họ nghĩ đó là các quan chức của SEC có quan hệ mật thiết với Bitcoin và Ethereum cho nên mới cùng nhau để mà kiện công ty Ripple và XRP tại vì nghĩ là XRP là một trong những đối thủ của Bitcoin và Ethereum thì điều giải thích thêm tại sao nói là quan hệ mật thiết nghĩa là sao thì cho mình các bạn đó đi để chúng đi vào nhiều cái thông tin chi tiết thì đây là cái lá thư được gửi bởi cái nhóm Empower Oversight này tại vì họ đang điều tra một số những quan chức của SEC và họ đã gửi một cái lá thư này dưới cái luật là yêu cầu thông tin tự do đến cho SEC thì trong lá thư này đó họ cũng đã nói tới một số điều và cái điều mà họ cáo buộc đó liên quan tới SEC đó chính là hai điều Thứ nhất là họ nói tới giám đốc tài chính của SEC đó chính là William Hinman là một trong những người mà đã đưa ra cái lời phát biểu thương nhớ lúc đó là cái hội nghị được tổ chức bởi Yahoo. Cách đây 2 năm nữa thì William Hinman đã nói là đối với William Hinman thì Ethereum không phải là một chứng khoán. Thì cái đơn vị Empower Oversight nói là William Hinman thì có xung đột lợi ích. Tại vì sao? Trước đây đó William Hinman làm việc cho một văn phòng luật sư có tên là Simpson Thatcher thì đây là cái chủ cũ của Will Hinman và trong lúc Will Hinman làm việc cho SEC đó với cái chức là giám đốc tài chính của SEC thì Win Hinman vẫn tiếp tục được trả lương Đi nhận một số tiền đến từ cái văn phòng luật sư Simpson Thatcher này và Simpson Thatcher này là một trong những công ty nằm trong cái hiệp hội phát triển người Ethereum các bạn được là nói tới Ethereum đó thì có hai cái đơn vị một là cái đơn vị gọi là Ethereum Foundation một trong những đơn vị mà có tài chính rất là mạnh đứng sau lưng là những người như là du bình vân vân cho nên đây là những cái lý do tại sao mà trước đây nhiều năm đó lúc mà năm 2018 lúc mà mọi người quay lưng với Ethereum thần tiếp tục chia sẻ với các bạn thì nếu chúng ta vẫn chưa có NFT chúng ta vẫn chưa có DeFi à, chúng ta vẫn chưa có những cái thứ đó và Ether 2.0 thì không thấy đâu hết nhưng mà thường vẫn có lòng tin đối với Ethereum tại vì sao tại vì Đối với Ethereum đó đứng sau lưng đó chính là những cái quỹ đầu tư rất là lớn và có rất nhiều những công ty đứng sau lưng ủng hộ sự phát triển của Ethereum. Và các bạn thấy được là khi chúng ta nói tới một cái hiệp hội đó chính là cái hiệp hội liên minh Ethereum hay còn gọi là Ethereum Enterprise Alliance thì hiệp hội này đó trước đây là họ có những cái logo của những công ty Bây giờ nhiều cái nói mà họ không có thể có logo nữa mà họ chỉ có thể để tên mà thôi Thì chúng ta sẽ tìm cái tên đó chính là chủ cũ của, của William Hinman dân à, văn phòng luật sư Simpson Thatcher thì chúng ta sẽ bấm vào Enterprise IT Alliance chúng ta phải bấm vào chữ S để chúng ta xem và các bạn thấy được là đúng là có cái văn phòng luật sư là Simpson Thatcher là một trong những hội viên của hiệp hội phát triển Ethereum thì đây là một trong những cái sự cáo buộc nói là xung đột lớn tới đây đó là liên quan tới William Hinman Là làm việc trước đây cho Simpson Thatcher là một trong những người mà vẫn tiếp tục trả lương cho William Hinman lúc mà ông ta là giám đốc của SEC Cho nên đây là một cái xung đột lợi ích tại vì họ nói là Ethereum không có thích XRP cho nên mới có cái điều kiện này Kế tiếp nữa là người liên quan đến trước đây là giữ cái chức vụ đó chính là chủ tịch của SEC không ai khác hơn đó chính là Jay Clayton thì Jay Clayton là chủ tịch cũ của, của SEC chúng ta có chủ tịch mới bây giờ là Gary Gensler thì Jay Clayton đó sau khi mà rời khỏi chức vụ là chủ tịch SEC thì Jay Clayton đã đi làm việc cho một công ty đó chính là công ty One River Asset Management công ty này là một cái quỹ đầu tư mạo hiểm và chú tâm phát triển Bitcoin và Ethereum Họ chú tâm đầu tư vào Bitcoin và Ethereum Cho nên vì lý do đó đó Cái đơn vị Empower Oversight này Đang điều tra hai quan chức này Nói là cái vụ kiện liên quan tới công Dribble Là tại vì hai người này của SEC Khi mà Jay Clayton Trước khi mà Jay Clayton rời khỏi chức vụ Thường nhớ là một tuần trước đó Thì lại nói là có cái vụ kiện này Sau đó Jay Clayton đã rời khỏi SEC Thì bây giờ sự cáo buộc là cả hai người Jay Clayton và William Hinman là có quan hệ mật thiết và có lợi nhuận đến từ Bitcoin và Ethereum cho nên mới không thích XRP cho nên mới nói Bitcoin và Ether không phải là chứng khoán thì đương nhiên đây chỉ là một lời cáo buộc mà thôi vẫn đang được điều tra bởi Empower Oversight chúng ta sẽ tiếp tục chờ đợi các bạn nghĩ sao thì hãy comment ở bên dưới nhưng mà càng ngày thì lại càng có thêm những thông tin lạc quan hơn liên quan tới vụ kiện của XRP cái mà các bạn muốn thấy là XRP như là công ty Ripple đó bắt tay với SEC và hai bên coi như là ký giấy tờ giống như là EOS gì đó sau khi bị phạt rồi đường ai nấy đi đó mới là điều chúng ta muốn thấy nhưng mà đã trải qua hầu như là gần một năm chúng ta vẫn chưa thấy cái tiến triển đó và nhiều bạn hỏi thuận là thuận có nghĩ đến thu mua lại XRP hay là không vấn đề là XRP bây giờ đã bị list bởi rất nhiều sàn ở Hoa Kỳ cho nên người Hoa Kỳ rất là khó để mà tiếp cận được với lại đồng XRP cho nên sau khi mà có điều kiện nên thường đã đổi hết tổng XRP qua Tmium thì Tmium đương nhiên đã tăng trưởng rất là mạnh rồi từ cái thời điểm là dưới 1 000 đô lên tới bây giờ thì đương nhiên thường không có tiếc là không đâu có tiếp tục lưu trữ XRP chỉ là liên đi quan điều kiện mà thôi khi mà XRP không còn dính dáng tới điều kiện nữa và đã bắt đầu list lại trên những sàn của Hoa Kỳ tôi sẽ suy nghĩ lại và một trong những đồng mà nhiều người tin tưởng bây giờ đó với cái suy nghĩ tương tự đó chính là những cái công ty mà đứng sau lưng ủng hộ đó rất là mạnh ngoài trừ tìm ra chúng ta có một trong những đồng mà đang rất nổi bây giờ đó chính là Solana đứng sau lưng là sàn FTX và đứng sau lưng đó nữa đó chính là một trong những người rất giàu có thể nói là người giàu nhất trong thị trường crypto này đó chính là Sam Bankman Free và một thông tin khác thì muốn chia sẻ với các bạn đó chính là hôm nay chúng ta lại nghe nói tới hai công ty đó chính là công ty Vanex và công ty ProShare đã nộp đơn Ethereum ETF Futures thì các công ty đầu tư đó họ đang gấp rút để mà nộp đơn Bitcoin ETF và Ethereum ETF dựa trên hợp đồng tương lai CME tại vì chủ tịch SEC gợi là họ có thể chấp nhận thông qua những loại ETF này có nghĩa là SEC nói là vẫn chưa có chuẩn bị tâm lý để mà chấp nhận một quỹ đầu tư ETF mà đứng sau lưng là Bitcoin hay là Ether thực sự Nhưng mà nếu như mà quỹ đầu tư đó đứng sau lưng đó là những cổ phần của những cái hợp đồng tương lai của sàn CME thì có thể được thông qua Cái sự khác biệt ở đây đó nhiều bạn thường là tại sao chúng ta lại quan tâm nhiều đến ETF như vậy quỹ đầu tư Exchange Traded Fund nghĩa là quỹ đầu tư trên sàn đó thì có ý nghĩa như thế nào rất là quan trọng những cái quỹ đầu tư lớn bây giờ đó như các bạn thấy được là ARK Invest là những quỹ đầu tư này đã tập theo luật không thể trực tiếp đi thu mua Bitcoin hay là Ethereum và thậm chí những quỹ đầu tư lương hưu cũng vậy không thể trực tiếp đi thu mua Bitcoin hay là Ethereum tại vì đó là những cái mảng đầu tư mạo hiểm hơn hay là nó không có được công nhận là chứng khoán vân vân họ chỉ được mua chứng khoán mà thôi chứ không thể được mua những loại tài sản khác thì vì lý do đó đó họ phải mua cổ phần của GBTC họ cần phải mua những công ty mà lưu trữ Bitcoin vân vân như là MicroStrategy nhưng mà quỹ đầu tư ETF đó là một trong những quỹ đầu tư mà có thể mua trực tiếp trên sàn chứng khoán thì sẽ đơn giản hơn và ETF là một trong những cái quỹ đầu tư rất là phổ biến tại Hoa Kỳ. Các bạn thấy được là khi mà vàng có quỹ đầu tư ETF đó thì giá cả đã tăng lên rất là mạnh. Thì bây giờ ở thế giới này đã có quỹ đầu tư Bitcoin ETF và Ethereum ETF hay chưa? Thì có chưa đã có rồi nhưng mà không phải ở Hoa Kỳ, đó chính là ở Canada, thường nhớ là ở Brazil và hầu như là một trong hai quốc gia khác nữa thường quên tên rồi đã có Bitcoin và Tem ETF bây giờ Hoa Kỳ vẫn chưa có và bây giờ tình hình là chủ tịch SEC gợi ý là sẽ chấp nhận một quỹ đầu tư ETF nếu như mà đứng sau lưng là hợp đồng tương lai của sàn CME. Đây là cái thông tin liên quan tới uh, Ethereum và Bitcoin ETF futures. Chúng ta có thể có được một Bitcoin ETF trong năm nay. Nếu như đó là thật, chúng ta sẽ có được một Bitcoin ETF và Tem ETF thường có vui hay là không khi mà quỹ đầu tư này là một quỹ đầu tư đứng sau lưng là hợp đồng tương lai chứ không có phải là Bitcoin Ether thực sự thì đương nhiên là không. Thường thì muốn đứng sau lưng là Bitcoin và thực sự nhưng mà ít ra chúng ta cũng đã tiến thêm một bước nữa và nhiều người hơn sẽ biết tới Bitcoin và Ethereum khi mà có quỹ đầu tư ETF. Nó sẽ tiếp tục khiến cho thị trường này nó nó bình thường hóa hơn. Và thông tin kế tiếp đó là lại thêm một trong những cái người mà chơi thể thao nổi tiếng đó chính là Kay Cunningham thì Kay Cunningham là sự lựa chọn số 1 của đội bóng gọi Detroit Pistons thì đã ký quan hệ đối tác với công ty BlockFi đó BlockFi là công ty mà cho vay có lại thường thường hay chia sẻ với các bạn và hoa hồng có nghĩa là sale bonus là 100% sự trả bằng Bitcoin thì đây đương nhiên không phải là vận động viên đầu tiên mà chấp nhận thanh toán bằng crypto. Chúng ta đã có rất nhiều những vận động viên như là nhiều bạn có đã biết là vận động viên liên quan tới bóng đá, liên quan đến chơi football, bóng bầu dục của Hoa Kỳ, bây giờ liên quan tới bóng rổ cũng vậy thì càng ngày nó càng phổ biến hơn là những vận động viên này đó họ hợp tác với những sàn hay là những công ty như là BlockFi và đương nhiên những người này có rất nhiều fan thì đương nhiên fan của họ cũng sẽ biết tới Bitcoin crypto hơn. Cho nên đây cũng là một trong những cái sự phát triển Nhìn chung thị trường ngày hôm nay thì rất là xanh các bạn thấy được là ngày hôm nay Bitcoin thì xanh, Ethereum xanh, tất cả đều xanh Và nhất là Cardano, đi thường xem coi Cardano giá của ngày hôm nay là bao nhiêu Cardano rất là gần để đạt được đỉnh mới Đỉnh mới của Cardano sẽ là hơn 2 đồng 45 cent Thường nhớ là các bạn thấy được là 3 tháng trước đó Cardano All time high đỉnh cao nhất là 2 đồng 45 cent Bây giờ Cardano là bao nhiêu giá Cardano bây giờ là 2 đồng 42 cent chỉ còn 3 cent nữa thôi thì Cardano sẽ chính thức đạt được cái định mới thì các bạn nghĩ là trong ngày hôm nay chúng ta có thấy Cardano định mới hay là không Cardano gần đây thì sự thú rất là cao tại vì chúng ta thấy được chúng ta càng ngày càng tiến tới gần cái ngày mà có hợp đồng thông minh của Cardano là 9 ngày 12 tháng 9 và đây là tất cả những thông tin mà Thuận muốn mang đến cho các bạn trong cái video ngày hôm nay Thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong cái video này và những người nào mà chưa có theo dõi Thuần Capital trên những mạng xã hội thì cũng nên theo dõi bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới cái video này tìm thấy những thông tin như là Telegram Channel, Facebook và Twitter để các bạn có thể nhận được những thông tin mới nhất và nhanh nhất như là ngày hôm nay có rất nhiều những thông tin thường đã đăng trước ở trên những mạng xã hội rồi. Và những người nào mà muốn tìm hiểu những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thuần Capital thì cũng có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới cái video này tìm thấy những cái thông tin như là các bạn có thể được giảm 20% khi mà tham gia vào sàn Binance thông qua link của Thuận Capital hay là các bạn có thể nhận được bonus khi mà tham gia vào sàn Bybit và bấm vào cái nút màu vàng để đăng ký vào group tín hiệu trade miễn phí và các bạn cũng có thể tìm hiểu những cái sàn như là sàn Ascent EX, sàn Fashion Moon XBT và những bạn nào mà sống ở Hoa Kỳ đó thì cũng có thể tìm hiểu những sàn như là sàn Binance US hay là sàn Coinbase và những ứng dụng khác như là BlockFi và CryptoCoin một lần nữa Cảm ơn các bạn dành thời gian để mà xem cái video ngày hôm nay. Thuần sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.